đập hôm nay xả nước này. Hôm trước xả ba cửa cơ nhưng mà mình không đến được, mình có việc, với lại hôm đấy mưa quá không đi được. Mở cửa đã thế này rồi. Đến gần hơn nữa để xem nhé. Đây chúng ta có thể thấy nhé. Nước kênh chưa? Để cho mọi người dễ hình dung hơn nhé. Đấy. Nước cuồn cuộn luôn. Hôm qua xả ba cửa ấy còn, hôm kia xả ba cửa còn người ác hơn nữa ấy. Đấy, được cuối cùng nhé.
giờ mình sẽ lên đập để quay lại cái cảnh nhá. Gỗ nhá, gỗ với lại củi. Lũ như thế này thì chắc là củi với gỗ nhiều lắm rồi. Chúng ta lên lên dịch tập rồi. Đây là ở dưới nhé. Đây bên hồ toàn gỗ với rác thôi. Ở đây có nhiều nhà thiệt hại nặng nề không? Ở bên nào chị? À nha. Đây, quá ghê gớm các bạn ạ. Cá này, cá cả đống này. Cá rất nhiều luôn. Cá này phải chục cân đấy. Thì mấy anh em câu cá trên này giờ hết. Hết cá to rồi câu. Mùi tanh quá các bạn. Nhiều lắm. Đây, nhiều cực kỳ quá. Để mình quay bằng điện thoại cho mọi người dễ nhìn nhé. Này, các bạn nhìn xem cá này. Toàn cá 5 cân, 7 cân.
lớn rồi. Đây cá này chảy xiết như thế mà anh nhỉ. Đây cá này. Ông già kia đứng vào cái ao ấy. Ông cụ kia là ở nhà ao à? Quá ghê luôn. Trên đấy lũ ác mà. Nó ngập trên, thiệt hại hết nhỉ.